Cô chào tụi con. Dạ chào các con, hỏi cô tên gì vậy? Cô tên Trần Thị Xuân Hoa, là cô ở Tây Ninh, ở gần núi Bà Tây Ninh. Dạ. Cô rất là yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ. Đó là thành ra cô là ủng hộ Hồng Loan. Cô thấy Hồng Loan là cô đồng cảm, cô rất là thương Hồng Loan. Dạ. Rồi á là cô nói á là mẹ con của Sáu Bào với Phượng Gia á, cái gì cái dù sao cũng con ruột của cháu ruột của mình. Dạ. Cũng con ruột của anh mình đã giúp đỡ mình nhiều rồi. Dạ. Thôi mình cứ im re đi, để từ từ rồi cháu nó cũng tính cho. Hồng Loan á là nó tính là nó ăn ở cũng rất là có đức, nó cũng chia cho, chứ đừng có mà làm cái này làm cái kia làm cho dữ á. Hả, càng làm là người ta càng thấy càng xấu thêm, mình đừng nên làm vậy nữa. Ủa cô, cho con hỏi cô là từ trước giờ cô có bao giờ mà cô nghe cái từ mà di chúc miệng chưa? Chưa, cái đó là cô chưa nghe. Dạ, ở đây họ viện vào những cái lý do đó mà xảy ra cái vấn đề tranh chấp tài sản. Không con ơi, không bao giờ được. Bằng giấy tờ, gần giấy tờ còn chưa thấy gì đó, đừng nói mà miệng. Miệng là hồi đó là anh Năm Vũ Linh là anh đang say xỉn. Dạ. Đang uống biển rượu thành ra Hồng Phượng mới gài. Cứ nói tới thành ra anh Năm nói vậy, chứ thật ra là không có, không bao giờ được. Cái này nói chú ý là cậu Năm nói vui thôi. Đúng rồi, đừng có cố tình. Dạ. Đừng có cố tình mà nói vậy là không bao giờ được đâu. Dạ. Đừng có cố quá là quá cố á. Dạ. Nhắn lại cho là mẹ con của Sáu Bào với Phượng Gia. Đó. Vậy là cô là ủng hộ cho chị Hồng Lan ha. Hai tay ủng hộ Hồng Loan. Đó, cô làm cho con coi. Cô làm ủng hộ Hồng Loan. Thương anh Năm Vũ Linh. Dạ. Ủng hộ Hồng Loan. Cô có biết cô có thuộc bài hát nào của chú Vũ Linh không cô? Cô thuộc nhiều lắm rồi, dắt giờ cô ngại lắm. Không, cô đi con không ca không được. Thôi cô rất là ngại. Đó, nhưng mà cô biết nhiều lại vì cô là dân Tây Ninh. Cô có lại gì cô nhắn cho bà Sáu không? Đó, rồi. Cô nhắn với chị Sáu Bào ơi. Chị Sáu Bào với Phượng Ve với Bảy Báo á. Thôi đi. À, cái gì dù sao cũng có con cháu ruột của mình, ba nó mất đáng lẽ gì mình phải đồng cảm với nó, mình phải thương nó nhiều hơn, chứ mình đừng có mà tranh nói tới tranh giành tài sản như vậy, tội nghiệp cho cháu, bị cháu nó có mấy đứa con nữa, mà chồng của Hồng Loan là rất là hiền, nhìn dễ thương, hai vợ chồng á, mà Hồng Loan nó nói chuyện là rất là có đức, nó nói là để là nó cũng bán đất rồi nó chia cho anh em dòng họ trong nhà đó, cũng có con của anh Bảy Báo đâu nữa, có chia hết luôn đó. Đừng có cố quá thì không được gì đâu, đừng tranh giành ha. Tại vì cô nghĩ như vậy nè, ở trên cái phương diện pháp luật á, cái ưu tiên số 1 là về con, tài sản về con. Giờ không cần là nói là con nuôi hay con ruột. Dạ đúng rồi. Dù cho bây giờ mà có khai sinh đàng hoàng, dù cho bây giờ chị Hồng Lan mà được lập ở ngoài đi chăng nữa, nhưng mà đã có khai sinh là con ruột chứ không có bàn cãi với vấn đề gì. Còn nhiều người nói khai sinh giả, ở đâu dám là khai sinh giả? Không bao giờ khai sinh giả. Cô đã có con có cháu rồi, cô biết làm một cái giấy khai sinh rất là khó. Nguyên cái mộc tròn cho bá khai sinh giả gì đó, thành ra là nói là Sáu Bào với Bảy Báo với Phượng Gia, thôi đừng có cố quá, đừng mất thành quả cố à. Nên chấp nhận đi cô ha. Đúng rồi, nếu mà mình muốn thư kiện lấy tài sản mình cũng phải bỏ ra tiền nhiều lắm, đóng ăn phí. Đóng ăn phí là theo 100% cô. Đúng rồi, cô đi thư kiện ta cô cũng từng đóng rất là nhiều. Thua đóng. Không, nhưng người ta là đóng gấp đôi nha. Nay không phải là mình ai thua là đóng cái bằng cái số tiền đó nha, mình phải đóng gấp đôi đó. Tới giờ mình người ta nói thua rồi là đóng bởi vậy đó. Giờ họ thấy rất nắm chắc phần thua họ quậy cho đục nước luôn mà. Bởi vì cô là ở Tây Ninh là cô cũng có đi thưa kiện người ta thứ nợ mình đó. Yeah. Thành ra người ta cứ nói cô có đóng ăn phí vô, mình mốt cái người đó thua người ta sẽ đóng gấp đôi. Yeah. Cô cứ yên tâm, thành ra đúng rồi. Nè, Hồng Loan cho nhiêu thì hưởng nhiêu đi ha. Đòi đúng, hỏi đúng, bây giờ thưa ra là không cho luôn. Đúng rồi, đừng có nên mà tranh giành với cháu mình. Từ nào giờ là mình ăn của anh mình nhiều quá, mình báo nhiều quá báo rồi. Bao nhiêu căn nhà, rồi bao nhiêu cây vàng, cả cái hàng cây vàng rồi ai không biết. Bây giờ trên cộng đồng mạng này ai cũng đều biết là Bảy Báo với Sáu Báo là báo rất là nhiều. Đó. Bây giờ tao hỏi cô nè. Rồi, ví dụ bây giờ cô có con đi. Đúng không? Cô có tài sản riêng đi, đúng không? Dạ. Khi mà ví dụ mà cô mất đi thì cái người hưởng là con của cô, chứ sao mà anh chị em cô được đúng, hưởng được hay là cháu của cô được hưởng đúng, được. Đúng. Con của cô là số 1. Đúng rồi con. Con là số 1. Thấy không? Thấy trên hình ảnh không? Tàn là lúc nào Hồng Loan cũng chụp hình với anh Năm Vũ Linh, thấy không? Dễ thương. Dạ. Đó, thành ra dắt giờ là nói mấy người đó đừng có nên mà cố quá đi. Đừng có cố quá. Mình cứ thương cháu mình mà nghe là la làng người ta không cho vô nhà mà la làng sao cũng nghe nhục quá. Chửi thề rồi lúng chứ. Nghe. Nếu mà không cho vô nhà thì từ khi mà chú mất đã đuổi đi rồi chứ đâu có đợi 100 ngày. Mà sao cô nghe vậy rồi cô nhục quá.
sáu báo chắc cũng chạm tuổi, cô cũng sáu mấy tuổi. Nói chung cũng già ha con. Già mà làm chăm dặn làm gì. Cả 60 tuổi rồi, con cả 60 tuổi. Dạ. Bị anh năm đó là 60 tuổi. À, bây giờ anh năm là 62 tuổi, là lớn tuổi hơn cô. Nó thành ra là sáu báo là chắc cũng chạm cô. Dạ. Đó, thành ra cô nói là thôi bạn sáu báo ơi, đừng bạn, có, à. Bạn sáu báo ơi. Ừ, đừng có mà cố quá thành quá cố á. Dạ. Nhường cho cháu mình đi. Nói chứ chắc bây giờ con thấy không? Sống nay chết mai. Dạ. Không có thể mà ôm cái cổ đi hoài. Đó như anh Năm làm cả đời là con thấy chắc bây giờ thì đi ra thì cũng vậy thôi. Dạ. Mất xuống cái gia đình chăm dặn. Đúng rồi, để dành cho con đi. Tội nghiệp nó cũng có chồng có con nó cũng khổ. Nghe thấy Hồng Loan cô thương, bữa nay cô đến đây cô cũng muốn gặp Hồng Loan. Ôi, ví dụ mà họ đóng cửa bảo nhau hay là đúng cái gì rồi. Đó thỏa thuận riêng thì nó không nói vậy. Ở đây bắt đầu quầy gầm ben lên bắt đầu cho xã hội biết luôn. Nhưng mà lý do làm sao mà lên cho cô vẫn là nước cho bà thì đó bị quậy cho đục nước còn đâu nữa em. Mấy em nhờ mấy em YouTube mà cô ở vùng sâu vùng xã trong Tây Ninh. Dạ. Cô biết được thông tin này thông tin kia cô rất là cảm ơn. Dạ. Rồi cô cảm ơn cái người mà áo vàng ngày qua mà có hai cái có nhỏ đó nó lên đồng lên cốt cô nói anh Năm về mà nói cái tủ thật lắc đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái người đó giờ cô muốn gặp cái người đó cô cảm ơn. Dạ. Cô cảm ơn người đây này đây này cái người đó là bảo vệ Hồng Loan là lái xe luôn là cô rất là cảm ơn bây giờ cảm ơn hết các anh. Dạ. Cái này là lo cho anh Năm. Con qua là cô thấy cái vấn đề mà lên đồng lên bóng gì sao cô không ý kiến gì không? Không, cô nói cái đó là có ý đồ hết. Cái đó là chắc cũng có người thuê người mướn thành ra mới làm vậy. À cô cũng nghĩ vậy ha. Cô cũng nghĩ vậy. Con cũng nghĩ vậy mà. Có nhiều không người nói là bà Sáu kêu sao mà cái thời gian đầu cũng có vài người lên đồng mà không nói cái vụ đó em nhớ mà quay lại tiên mà không nói tạc lá thà là chưa thấy em của nhỏ đó nó hung dữ không? Nó hung dữ nó nói cứ kêu Hồng Loan gặp đi đặng nói chuyện mà Hồng Loan đâu có thèm gặp đâu. Gặp lắm gì con. Để ở Hồng Loan đâu có thèm gặp đâu. Không kêu công an bắt là hơn nữa chứ đâu có gặp. Tao nói với cô chứ bây giờ mà ai mà cứ lên đầu lên bóng ở trong đó thì con gọi công an 1 phút 30 giây tới liền. Đúng rồi. Công an tới tiền vong tự nhiên chạy tiêu rồi. Làm vong làm bóng mà sợ. Không phải là mình không có tin tâm linh nhưng mà cái chuyện ngày hôm qua làm gì có không có. Còn cái bà thầy chùa kia nữa, còn cái bà sư cô. Bà nào con? Bà cầm cái cây gõ gõ hả? Đó. À. Cái bà đó. Trời ơi chú cô nghe cũng giận. Tu mà sân si quá ha. Bữa đó có banh á, nó làm mắt thì con nghe cũng vừa bụng nghe cũng mát luôn. Cầm cây gõ gõ luôn hả dữ vậy? Dắt giờ thôi giờ cô cảm ơn hết. Dạ rồi con cảm ơn cô đã chia sẻ nha cô nha. Nhờ các mấy anh YouTube đây mà dân trong nước và ngoài nước các cô mới biết được thông tin này thông tin kia. Dạ dạ cảm cô cũng cảm ơn tụi con rất nhiều. Dạ rồi cảm ơn cô. Ở đây phục vụ cho anh Nam mà chị nghe nói muốn tính dở rạp nên cũng buồn. Cô yên tâm thằng này nó căng mò đến mà ngày giỗ đầu luôn cô yên tâm. Thôi dễ giờ cảm ơn hết nha. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha cô. Dạ dạ cô cũng chúc Hồng Loan là cũng có nhiều sức khỏe lo cho mấy đứa con và tinh thần minh mẫn để mà đấu tranh nữa nha cô nha. Đúng rồi, mấy con ác báo. Vậy ha. Rồi ở đây cảm ơn mấy đứa. Dạ dạ.